quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, nguồn tin từ chính phủ Liban cho hay, các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 vào lãnh thổ nước này đã khiến ít nhất 492 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 1.645 người khác. Đây là cuộc tấn công gây thiệt hại lớn nhất về người kể từ cuộc xung đột ở dải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel, cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu liên quan đến Hezbollah, chủ yếu ở miền nam Liban và thung lũng Beka. Các con đường chính dẫn đến thủ đô Beirut đã bị kẹt cứng do lượng người di tản hy vọng tìm nơi ẩn náu tại thủ đô, theo lời của các nhân chứng. Khi các máy bay chiến đấu Israel bay qua bầu trời Liban, Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa vào Israel. Còi báo động không kích liên tục vang lên khi khoảng 165 tên lửa và đạn pháo bay vào lãnh thổ Israel. Phần lớn các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel chặn lại và hiện chưa có báo cáo nào về số lượng thương vong của dân thường. Hezbollah đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel từ tháng 10 năm 2023 để ủng hộ đồng minh Hamas, khiến Israel có hành động đáp trả. Tuy nhiên, Israel đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào Hezbollah trong tuần qua, khiến nhiều người lo ngại rằng cuộc xung đột hiện tại có thể gia tăng thành một cuộc giao tranh toàn diện ở khu vực. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã nói với công chúng Israel rằng họ nên chuẩn bị cho những ngày phức tạp. Các quan chức Liban cho biết, phụ nữ và trẻ em cũng là nạn nhân của các cuộc không kích của Israel trong ngày 23 tháng 9. Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số này là thành viên của Hezbollah. Tối ngày 23 tháng 9, Israel đã tiến hành một cuộc không kích tại Beirut nhằm ám sát Ali Karaki, một trong những thành viên lãnh đạo cao cấp của Hezbollah. Trong những tháng qua, Israel đã ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Vào ngày 20 tháng 9, không quân Israel đã sát hại Ibrahim Akil, một lãnh đạo kỳ cựu, cùng với một số chỉ huy cấp cao khác của lực lượng biệt kích tinh nhuệ của nhóm này, trong một vụ ném bom vào một tòa nhà dân cư ở Beirut khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Trong bối cảnh những diễn biến mới nhất tại Trung Đông có nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến tranh toàn diện, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ngày 23 tháng 9 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia có ảnh hưởng và Liên Hợp Quốc can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn xung đột gia tăng thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, chấm dứt gia tăng ngay lập tức và thực hiện công bằng nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như tạo cơ hội cho các giải pháp ngoại giao vì gia tăng quân sự sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Tuyên bố phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Liban và lên án sự gia tăng nguy hiểm của Israel. Tuyên bố nêu rõ, Ai Cập trước đây đã cảnh báo về những nguy cơ từ các hành động của Israel ở dải Gaza và tình trạng gia tăng xung đột có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc giao tranh toàn diện. 48 giờ qua đã chứng kiến cuộc đấu súng dữ dội nhất giữa Israel và Hezbollah trong gần một năm giao tranh trở lại đây. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực, kéo theo sự tham gia của nhiều hơn hai bên, bao gồm cả Mỹ và Iran. Trong ngày 21 tháng 9, Israel đã tiến hành gần 300 cuộc không kích nhắm vào Hezbollah nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước. Ngay lập tức, căn cứ không quân Ramat David nằm ở phía đông nam Haifa, Israel cũng hứng chịu đòn đáp trả từ hỏa lực của hàng chục tên lửa Fadi 1 và Fadi 2, những loại vũ khí mới mà Hezbollah chưa từng sử dụng trước đây. Các vụ nổ thiết bị liên lạc không dây tại Liban trước đó cũng khiến Hezbollah choáng váng. Theo thống kê, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ này kể từ ngày 17 tháng 9. Các nguồn tin an ninh Liban cho biết, những đòn tấn công liên tiếp trong tuần đang gieo rắc sự hoảng loạn bên trong nội bộ Hezbollah. Tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bassam Malawi tuyên bố sẽ tăng cường giám sát người nước ngoài, khách sạn và trại tị nạn của người Syria nhằm đảm bảo an ninh cho Liban. Tại sao Israel lại nhắm tới Hezbollah? Trong khi có một số ý kiến cho rằng các cuộc tấn công của Israel xuất hiện một cách đầy bất ngờ, các chuyên gia khác lại nhận định rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chuẩn tướng Israel đã nghỉ hưu Amir Avivi, người đứng đầu Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Israel nhận định, không ai sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy nếu không chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến rộng lớn hơn. Một nguồn tin chuyên về an ninh quân sự khác của Israel cũng cho biết, Tel Aviv nhận định rằng Hezbollah đã phát hiện ra sự thật ẩn giấu sau những chiếc máy nhắn tin và lựa chọn thời điểm này để thực hiện một vụ nổ lớn xé toạc Hezbollah từ bên trong. Bên cạnh đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng có thể muốn củng cố sự ủng hộ trong nước.
Các quan chức Israel và cư dân sinh sống quanh khu vực phía Bắc đang mạnh mẽ yêu cầu được trở về nhà sau khi buộc phải sơ tán vì các cuộc xung đột quân sự, gây áp lực lớn lên chính phủ Tel Aviv. Chính phủ Israel đã điều động lực lượng chiến đấu hùng mạnh đến biên giới phía Bắc và nội các an ninh của nước này đã đặt ra mục tiêu chính thức, đó là đưa hàng chục nghìn cư dân Israel phải sơ tán do chiến tranh trở về nhà của họ ở miền Bắc Israel. Hồi tuần trước, ông Netanyahu một lần nữa khẳng định lại mục tiêu này, đồng thời tuyên bố sẽ khôi phục an ninh tại biên giới phía Bắc. Động thái trên của Israel diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh với Hamas tại Gaza đang trở nên đình trệ, khiến tương lai của cuộc chiến tại vùng lãnh thổ này ngày càng khó phán đoán. Nguy cơ xung đột lan rộng. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã liên tục xảy ra kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một ngày sau khi cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Tuyên bố sát cánh cùng Hamas ở mặt trận Gaza, Hezbollah hy vọng áp lực từ một mặt trận khác bên rìa biên giới Liban, Israel sẽ giúp Hamas có thêm lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin càng trở nên ngoài tầm với. Cường độ xung đột giữa Israel và Hezbollah trong những ngày qua đã làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng khắp khu vực, thậm chí kéo theo cả Mỹ, đồng minh chính của Israel và Iran, quốc gia hậu thuẫn cho Hezbollah vào cuộc. Ngày 22 tháng 9, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố phong trào này đang ở một chương mới trong cuộc chiến không có giới hạn. Quan chức này tuyên bố Israel sẽ không đạt được mục tiêu và sự ủng hộ của Liban dành cho Gaza sẽ không thay đổi cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở đây. Cuộc trả đũa của Hezbollah vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 được xem là đợt tấn công mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột với Israel tại biên giới Israel-Liban bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm này cho biết họ nhắm vào căn cứ không quân Ramat David ở đông nam Haifa và địa điểm công nghiệp quân sự Rafael ở phía bắc Haifa. Quân đội Israel không trả lời câu hỏi về địa điểm này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng các quan chức xác nhận có những vụ tấn công trực tiếp gần đó. Mặc dù thủ lĩnh Hezbollah từng tuyên bố không mong muốn một cuộc chiến tranh toàn diện, nhưng các chuyên gia cho rằng áp lực từ hàng loạt vụ nổ thiết bị không dây và việc Israel quyết định chuyển trọng tâm quân sự đến biên giới phía Bắc có thể sẽ buộc ông thay đổi quyết định. Trong khi đó, Tổng thống Israel Yisrael Herzog trả lời Sky News vào cuối tuần trước rằng Israel tuyên bố Hezbollah phải chịu mọi trách nhiệm về sự gia tăng quân sự giữa hai quốc gia. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hezbollah sẽ giương cờ trắng. Vài giờ trước cuộc không kích của Israel hôm 21 tháng 9, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã gọi các cuộc tấn công vào các thiết bị không dây là chưa từng có và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng chiến tranh cũng như đấu quyền anh. Một ngày bạn thắng, một ngày khác bạn thua. Ngụ ý rằng Hezbollah sẽ tiếp tục đối đầu với Israel. Hồi tháng 8 vừa qua, Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau vụ ám sát hai lãnh đạo chính trị Israel là Ismail Haniyeh tại Tehran và chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Beirut. Trong nhiều tháng, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Hezbollah nhằm ngăn hai bên tiến gần đến một cuộc xung đột tổng lực. Sau những đợt giao tranh dồn dập trong thời gian gần đây, nỗ lực này sẽ được tiếp nối trong cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này. Nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực Trung Đông khi giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban tiếp tục leo thang nguy hiểm. Ngày 22 tháng 9, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố phong trào ở Liban này đang bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến với Israel, vốn bùng phát trên toàn tuyến biên giới của Liban kể từ khi nổ ra xung đột ở dải Gaza. Hãng tin AFP dẫn phát biểu của ông Qassem tại lễ tang một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tuần trước nêu rõ, giai đoạn mới là tính sổ công khai với Israel. Những mối đe dọa sẽ không ngăn được chúng ta. Chúng ta hiện sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống quân sự. Về phía Israel, tuần báo The Economist dẫn nguồn tin quân sự cùng ngày tiết lộ, nước này đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Liban nhằm thiết lập vùng đệm ở khu vực biên giới giữa hai nước. Một nguồn tin tham gia quá trình chuẩn bị chiến dịch trên cho biết, Israel đã chuẩn bị sẵn ý tưởng cho kế hoạch này, song hiện tại không có đủ lực lượng để thực hiện. Tờ The Economist cũng đề cập đến tình trạng chia rẽ trong giới lãnh đạo quân sự và chính trị Israel, với việc một số người ủng hộ hành động leo thang nhanh hơn để tận dụng tình hình hỗn loạn trong nội bộ phong trào Hezbollah ở Liban, trong khi các quan chức khác lại đề xuất cách tiếp cận thận trọng hơn để buộc lực lượng này phải xem xét lại lập trường và lùi bước. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã công bố giai đoạn mới trong nỗ lực chiến tranh của Israel tại khu vực nêu trên, với trọng tâm chuyển từ mặt trận phía nam dải Gaza sang mặt trận phía bắc ở Liban. Trước những diễn biến nóng trong khu vực, cũng trong ngày 22 tháng 9, Ngoại trưởng Ai Cập Bart Abdelati đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột trên toàn diện trong khu vực.
Trả lời hãng tin AFP, Ngoại trưởng Ai Cập nêu rõ, tình trạng gia tăng bạo lực mới nhất đã tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ có đầy đủ quyết tâm và cam kết tiếp tục các nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn. Suốt nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã cố gắng làm trung gian cho những cuộc đàm phán để bảo đảm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, song các bên vẫn chưa thể đi đến thống nhất. Trước đó, vào đêm ngày 21 tháng 9, một loạt các cuộc tấn công diễn ra sau một tuần bạo lực, trong đó các thiết bị không dây phát nổ và các cuộc không kích của Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực leo thang nhanh chóng. Hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin về cuộc ném bom diện rộng ở miền nam nước này, nói rằng đã có hơn 50 cuộc không kích chỉ trong 40 phút. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công 180 mục tiêu ở miền nam Liban trong một giờ. Và chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội, nói với các phóng viên rằng máy bay chiến đấu của Israel đang tấn công rộng rãi trong khu vực. Các cuộc ném bom của Israel nặng nề hơn nhiều so với giao tranh vào năm ngoái, diễn ra khi quân đội Israel ra lệnh hạn chế mới đối với việc tụ tập công cộng trên khắp miền Bắc Israel, chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực phía bắc thành phố ven biển Haifa. Trong khi đó, chính quyền Liban tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah hôm 20 tháng 9 và săn phẳng hai tòa nhà ở vùng ngoại ô Beirut. Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 37 người, bao gồm 3 trẻ em. Bộ này cho biết ít nhất 68 người khác đã bị thương. Nhóm Hezbollah đã xác định được những thành viên đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, bao gồm cả thủ lĩnh của lực lượng Radwan tinh nhuệ, Ahmed Wahbi. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin chào và hẹn gặp lại!